Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mai, ngày 26 tháng 7. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức quốc tang. Ban lễ tang gồm 35 thành viên do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Ban tổ chức lễ tang gồm 27 thành viên do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm trưởng ban. Trong niềm xúc động tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Tổng Bí thư đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thương vô cùng to lớn, không thể bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí, để lại niềm tiếc thương, mến phục trong lòng bạn bè quốc tế. Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong ngày hôm nay, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, các bộ ban ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn cùng gia đình. Cùng thời điểm này, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.